Em đang tên nhóm là chị Việt Nam đây. Em bảo đang thất nghiệp ở Bắc Ninh, ai có công việc giới thiệu cho em với. Để cho người có một con nó bảo đi làm với chị không là nhân viên văn phòng, lương tháng là 15 triệu. Ban đầu là những lời hứa hẹn đường mật, thế nhưng những miếng phô mai miễn phí luôn nằm trên bẫy chuột. Từ Việt Nam lặn lội sang Campuchia với hy vọng đổi đời, nhưng rồi nạn nhân phải rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. $2,500 đó hả? Vâng, gần 50 triệu. Kỳ một của phóng sự nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia được bắt đầu bằng cuộc gọi của Tủa, một thanh niên 15 tuổi quê ở tỉnh Lai Châu, diễn ra vào giữa tháng 6 năm 2022. Vì tin lời dụ dỗ, Tủa đã bị đưa trái phép sang Campuchia, bị ép làm việc như khổ sai gần 20 giờ mỗi ngày. Sau 4 tháng, Tủa không trở về Việt Nam, muốn thoát khỏi tình cảnh này, gia đình phải trả số tiền hàng ngàn đô la để chuộc người. Và để phục vụ nhu cầu chuộc lao động, nhiều người sẵn sàng đứng ra hứa làm cò giải cứu người ngay trên đất Campuchia. Anh cố xem là anh giúp được em không, nếu như anh giúp được em thì về Việt Nam anh lấy bao nhiêu em sẽ cố làm trả. Từ lời kêu cứu của Tủa, phóng viên báo Thanh Niên đã có mặt tại khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài thuộc tỉnh Tây Ninh. Trưa 15 tháng 6 năm 2022, vừa tới cửa khẩu, phóng viên báo Thanh Niên đã được giới thiệu tới gặp một phụ nữ tên Ni, chuyên làm nghề chuộc lao động người Việt Nam ở Campuchia. Theo bà Ni, những đường dây này của các công ty do người Trung Quốc đứng sau sẽ mua lao động từ chính các đường dây do người Việt Nam bán lại. Số lao động này sẽ làm các công việc như đi lừa đảo, lập các nhóm hội Zalo, Facebook, dẫn dụ người dân đánh bạc, đầu tư tài chính. Người đến một bài chuộc người thân ở khắp mọi miền của đất nước như Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hậu Giang, Cần Thơ. Số tiền chuộc một người có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Chứ đi đâu nó chích điện, cô điện nhà kêu chích điện dữ lắm. Có tiền mà nhiều người đi cứu, nhiều người đi qua chuộng vậy, qua chuộng được chứ? Là trăm người á. Cũng vậy, trăm triệu mà. Đừng cứ lên đây nghe lần ta nghe. Lỡ ai ghi chuyển tiền là không có chuyện đúng không? Bà Ni cho hay nếu nạn nhân không có người thân chuộc thì sẽ bị nhóm buôn lao động bán đi làm ở vùng biển giáp ranh với Thái Lan. Lúc này họ sẽ bị bắt nhốt, đánh đập, tiền chuộc cũng tăng lên từ 200 đến 300 triệu đồng một người. Nơi nhốt lao động Việt Nam tuy nằm ở Campuchia nhưng khu vực này đã được người Trung Quốc thuê dài hạn và chẳng ai làm được gì họ cả. Chuyện chuộc người ở biên giới có vẻ chẳng lạ lắm gì khi mà ngay cả những người chạy xe ôm ở gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài cũng biết. Một thằng 16 tuổi, ta đưa về tới đây, cậu nó vô ước, chục 80 triệu về tới Hà Nội tiện lợi, cảm ơn chú quá trời. Nó thẳng là 100 người Hà Nội vô đây là chết hết 90 thằng, còn là bị chuột không. Có thằng người Hà Nội luôn, về tới đây còn có đúng 200 ngàn. 200 ngàn về tới đây một chai nước tôi chở về tới Tây Ninh. Nó đi màn mướn gần một năm. Trả nợ mà chưa đủ và già nó phải đi dài ngày hàng dài rồi sau cũng không còn gì nó mới được về. Về tới đây là không còn một đồng xu luôn mà nhà thằng bà nó ở trên đây nói cho chú chở cũng về Tây Ninh đi, không có bạn con người bạn ở trên đây, nhà nó ở Đắk Nông. Vừa về tới Bến Tre Tây Ninh thì bà già nó điện lại, nó cũng về tới Tây Ninh bả mừng thôi rồi mà về tới đó là bà nó cho tiền xe đi về. Những người dân sống gần biên giới cho biết đa phần nạn nhân là những người đến từ các tỉnh phía Bắc. Vì người sống gần biên giới thừa kinh nghiệm để hiểu đâu là cơ hội việc làm, đâu là những cái bẫy giăng ra để rình rập người lao động. Theo họ, những chuyện mua bán người đều do người Việt Nam thực hiện.
họ bán cho người Trung Quốc để trục lợi, cứ bán qua, bán lại, rồi chính người lao động sẽ gánh số tiền chênh lệch. Những nạn nhân của các đường dây này có rất nhiều lứa tuổi, trong đó có những thiếu niên mới chỉ 15 tuổi như Tủa, nhân vật của chúng tôi trong hai kỳ phóng sự này. Dù rằng Bộ Công an, Công an các tỉnh thành và các cơ quan liên quan thời gian qua liên tục đưa ra các thông tin cảnh báo về thủ đoạn của các đường dây buôn bán người, tuy nhiên, tình trạng này vẫn đang diễn ra nóng bỏng. Trên đời chẳng bao giờ có bữa trưa miễn phí. Những kẻ bất lương chỉ bày ra những miếng phô mai để dụ dỗ người nhẹ dạ. Và khi cái bẫy của đường dây buôn bán người sập xuống, muốn rút chân ra, phải trả những cái giá không rẻ chút nào. Em có muốn về Việt Nam chưa? Em thì em cũng nói thật với anh cơ mà. Em là bây giờ em không muốn ở đây luôn, em muốn về mà. Em bỏ hết bố mẹ bỏ lại. Nhà nghèo khổ, một ngày không có cơm ăn, ba đứa mới được ăn một đứa mà. Sau con lại đi bắt nợ nhiều tiền thế bố mẹ sau chuột được con về. Mà cái tiền chuột của em bây giờ khoảng, em cứ tủa là khoảng bao giờ, khoảng bao nhiêu, người ta nói khoảng bao nhiêu? Tiền chuột của em là không đâu thì anh, đâu không có đứa của anh là, tiền chuột của em là 2.000 đứa. 2.000 đô la nữa hả? Vâng, gần 50 triệu.